Trong quy định số 98 của Bộ Chính trị về luân chuyển cán bộ vừa được Tổng Bí thư Nguyễn Phú trọng ký ban hành, ngoài việc nêu rõ năm bước thực hiện luân chuyển cán bộ thì một nguyên tắc đáng chú ý là không điều động về trung ương, về địa phương hoặc sang các địa phương khác những cán bộ bị kỷ luật, năng lực yếu, uy tín giảm sút, không có triển vọng phát triển. Quy định nhấn mạnh chỉ luân chuyển cán bộ lãnh đạo quản lý, không luân chuyển cán bộ làm công tác chuyên môn nghiệp vụ không điều động về trung ương, về địa phương hoặc sang địa phương khác những cán bộ bị kỷ luật, năng lực yếu, uy tín giảm sút, không có triển vọng phát triển. Cán bộ được luân chuyển để thực hiện chủ trương bố trí cán bộ không phải là người địa phương và cán bộ không giữ chức vụ quá hai nhiệm kỳ liên tiếp ở một địa phương, cơ quan, đơn vị. Cụ thể, bí thư tỉnh ủy, huyện ủy và tương đương, chủ tịch ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện, viện trưởng viện kiểm sát nhân dân, tranh án tòa án nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện cán bộ lãnh đạo cấp trưởng các ngành thanh tra, công an, tài chính, thuế, hải quan cấp tỉnh, cấp huyện. Trường hợp khác do cấp có thẩm quyền xem xét quyết định. Điều kiện về tuổi, quy định 98 nêu rõ, cán bộ thuộc diện luân chuyển phải còn thời gian công tác ít nhất 2 nhiệm kỳ, 10 năm tính từ thời điểm đi luân chuyển. Thời gian luân chuyển ít nhất là 3 năm đối với một chức danh. Cũng tại hội nghị lần thứ 6 đang diễn ra, Ban chấp hành Trung ương Đảng quyết định thi hành kỷ luật Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh bằng hình thức cách chức Bí thư Thành ủy Đà Nẵng và cho thôi giữ chức Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12.